Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì bữa sáng nay có cô Huệ, cô ấy số, ủa cô Huệ chứ, cô Huệ hoa 10 giờ đó nha. Cô đem tới hai chậu hoa 10 giờ để cho tặng cho cậu Năm và cô Huệ đó nha. Cô là cô hoa 10 giờ nha. Cái này là cô dâm hồi nào? Cô dâm nay mấy bữa rồi. Mấy bữa rồi là nó vậy đó hả? Ừ. Nó có rễ chưa? Nó chưa có rễ con. À nó là nó là nó nhưng mà nó vẫn không héo, nó dâm vậy mà vẫn không héo đúng không? Nó vẫn nở bông đúng không? Chẳng nở bông nhưng mà cái bông này nó sẽ tàn. Dạ. Nó không đẹp. Bây giờ nó đang nở đó. Nở rộ. Rồi, cô đem vô đi cô đi cho. Cơ. Đem vô cô. À thật sự mà nói á là nói. Dạ nói cô á là cô đừng có đem vô sợ là ở cô đem vô luôn đi, cầm vô luôn. Để vô cho đường này nè. Thanh Kim Huệ nè. Đó, để cho sợ mấy nay nó ăn, nhưng mà vì thương cậu Năm, thương cô Huệ quá nên cô thôi cô kệ nó ăn thì cũng vui vẻ hả cô? Từ bữa nó ăn thì cũng vui. Cô đem cũng giờ, thích. Tự tay cô cũng cô thích làm, là cho cô, nó. Cô trồng ở nhà. Cô để bên góc cô đã cho cậu Năm với cô Huệ. Đó, dạ đúng rồi. Đó. Thì cổ cũng quan cô rất có lòng luôn. Thương cậu Năm quá cô chú anh chị. Đó, cái sáng là cô có tới đẹp. Một lần. Nãy mấy cái này là nó ok rồi đó. Nó bén rễ hay luôn. Đẹp không cả nhà? Thấy luôn đi. Dạ. Đó, cái chậu bông bên kia nó lên đó, cô thấy đẹp không? Là cái nó đứng cái cành rồi lên. Như mấy cái bông đen đen phải ngắt bỏ hay sao cô? Mấy này nó lên là nó có cái nụ này con. Dạ. Cái này nó lở. Ôi. Cái này nó tàn. Quả đẹp không? Cái chậu bông này là nó bắt rễ rồi nè, cái chậu cô đang cầm á. Ừ. Dạ nó bắt rễ rồi đó, là nó sung sức, nó chỗ bông quá trời đẹp luôn. Dạ. Dạ. Ủa. Dạ. Không, cậu Năm biết tình cảm của cô như vậy á là cậu Năm vui lắm luôn á. Hồi sáng con cũng mới chia sẻ, con nói là cô đem mấy cái chậu bông này vô cũng là vì thương cậu Năm, muốn trang trí mộ cậu Năm cho đẹp thôi. Vì cái bông mùa giờ này nó đơn giản, đơn sơ, mộc mạc. Nó không có cầu kỳ, nhưng mà cái nhìn nó vậy đó, nhưng mà nó đẹp luôn. Cái chỗ bông ra đó, nó khá là đẹp, nó đơn sơ nhưng mà nó đẹp. Ờ. Con nai nó ăn sao mà nó ngang bằng luôn. Thôi nhưng mà kệ, mình cứ quan hỷ thôi cô. Ủa, chứ không phải là cắt hả? Không phải. Nó ăn vậy đó hả? Không, cái con bò với con nai á là nó ăn hay lắm, là cái lử nó đưa ra gì nè, cái nó ngoéo lại gì cái là nó ngang luôn. Tại vì ở dưới quê hồi xưa con biết mà, có bò với nai nhiều lắm. Có bò không, mình chứ không có nai. Bò với trâu á con. Không, bởi vậy con tưởng là ai tỉa nhánh á. Thì rồi nó ăn khéo quá vậy. Là nó ăn là cái lưỡi nó co lại giống như cái lưỡi hái vậy đó, nên cắt rất là hay. Dạ. Rất là cảm ơn cô có lòng. Vậy là còn được một hai chậu hả ta? Còn hai chậu mấy cái kia là nó hư hả? Vậy hả? Hôm bữa thấy nhiều lắm mà. Dạ. Trời ơi, sự nghiệp cô. Đó, cô chú anh chị. Thì phải nói là cô rất quý luôn cả nhà. Cô hoa 10 giờ này là do cô á. Cô nhân này nó còn tự cô làm rồi, cô dâm mấy cái hoa, nở hoa cô đem vô đây để cho tặng cậu Năm thuốc với là chú. Cô Huệ rất là quý luôn. Chị cầm giùm em cái. Thì anh Tài mồi thuốc cho cậu Năm đi cả nhà. Đốt cho cậu nước thuốc cô chú anh chị. Hồi sáng em cũng mới mồi cho cậu Năm điếu thuốc. Cậu ơi, con mời cậu điếu thuốc buổi trưa ha. Bỏ quẹt lên. À, cậu hút thuốc nha cậu. Con mời cậu. Mấy cái này nó bị rớt cái tàn. Dạ đến miếng cậu đó cả nhà. Nó ướt rồi cô chú, nó dơ. Lâu lâu thôi. Ở bên kia thì có cô đến viếng nữa kìa cả nhà.
khán giả đến viếng cậu Năm đó nha. Cô bây giờ có đi về. Cô ở Bình Dương đến viếng cậu Năm. Cô ở Bình Dương tới cô chú anh chị. Mộ cậu thì giờ trời mưa, với lại giờ bữa nay thứ sáu rồi. Nay thứ sáu. Đi trời. Dạ. Đang quay có người gọi. Dạ luôn. Thì cô hôm 10 giờ cô đi về cả nhà. Em thấy ở trên mộ của chú Thanh Tú cũng có chồng hôm 10 giờ nữa cả nhà. Cô với anh đến với mộ của cậu Năm. Bây giờ cũng hơn 10 giờ. Cô thân quái ha. Em cũng có đi theo mẹ. Đi theo mẹ ha. Cô thắp hương cho mộ của các cô chú hàng xóm của cậu Năm nha. Mèo làm gì vậy? Thôi đừng cái. Để đi con, khi nào có khán giả vô rồi mình lấy ra ấy cho khán giả. Thì có lẽ em xin phép tạm dừng video ở đây. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Bye bye.